Rồi, rồi Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu cậu của em nha quý anh em. Đó thì hôm nay giới thiệu cả quý anh em một số việc cần anh em ơi. Ở đây nó có cần carbon, có phíp mà đa số carbon thôi anh em, đa số carbon thôi. Đó, thì này hàng mới nha, lô hàng mới nó về anh em ơi, lô hàng mới mới vừa về. Em đăng lên cho anh em. Đó thì còn khoảng một hai lô đó là hàng mới nó mai em sẽ cập nhật thêm lô lô được hàng mới nè, này hai khúc ba khúc thôi. Lô gì nọ nè. Còn mai sẽ cần rút nha, rút rút khoan buji carbon đó, thì tất cả đơn hàng em bao ship cho anh em hết luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền ok cho anh em. Có giới thiệu anh em cái cần đầu tiên nó mới mưa nè, nó mới mưa hơi hơi ướt nước tí nha, không sao anh em. À cây này thì nó bị gãy nước mưa dính, nó gãy cũng mưa 7 sen 7 8 sen, cho 10 sen đi thì cả mét rưỡi, còn khoảng mét 4 mét 4 nha, mét 4 mấy thôi. Khoan buji, bát buji, chất liệu cần là carbon nha anh em. Ừ, chất liệu cần là carbon. Nó hơi dính nước mưa thôi anh em à. Nói chung cần này còn đẹp lắm. Cái này cũng mới tinh nè. Tại em đang chuẩn bị quay mà nó mưa hơn để luôn. Tại em quay ngay cái máy, ngay cái trên cái lan can sân thượng anh em. Rồi, cần này đẹp nha. Hãng SSM. Rồi, 81 nè. Nặng 115 gram, ngọn 1 ly 4, góc 13,6 nha. 81 giá 230. 81 giá 230. Cái 82 là cần chút nè. Em lao giờ rồi. 82 này cần chút nha, cần tay. Tay chút. Mấy cái lóng chút này nó cứng. Nó căng, em căng ha, nó nứt cái ống chụp luôn, nó cứng, nó hít, nó cứng lắm nè. Cái này nó ba ba lóng này. Nó vậy thôi. Cái này dài chắc cỡ cũng 2,7 m, 3 m thôi nè, 2,7 3 m, để em đo thử. Mét thì còn 2,7 m thôi nè, cái này dài 2,7 m thôi. Đầu cứng cái này tương đương là tầm khoảng 2,5 3 h thôi em, mà từng chút nha. Cái này chút nghệ nhân nó làm ok cho. Ừ. Thì bỏ vô thôi. Ừ. Cái ống này thì nói chung là nó chụp vẫn được cái nè, nhưng mà nó hơi hít hít cái ống khi mở ra, nó hơi hơi cực. Đó. Mở ra nó hơi cực, hơi cứng, hơi hít đó. Rồi cái này mã cho anh em là 82 nha. Nặng 93 gram, ngọn 1 ly, góc 9,8 nha. 82 giá 200 ngàn. Cái 83 nè. 83 lại từng lua máy ngang anh em. Lua máy ngang, cây này cần 5 khúc nha. Khoan khoan buji bát hãng nè, chất liệu cần là carbon nha. Đem lau sạch cái. Rồi. Chất liệu cần là carbon. Cây này dài 1,68 m thôi. Lua là 3,5 đến 10,5 gram, lực là 4 đến 8 lb nha. Carbon, hàng đầu cứng L, lua 5 khúc. Cây này lua mấy ngang. Cây này còn đẹp khoảng 90%. Về anh em vệ sinh lại nó đẹp nữa nha. Tại nói chung nó hơi dính dơ một chút nè. Thấy chưa? Và cây này 83 nè. Nặng 110 gram, ngọn 2 đi 6, góc 8,5. 83 giá 500 ngàn. 83 này bán cho anh em 500. Rồi cái 84. 84 này cây cần hạ, cây cần Sakura nè. Cây này dành cho anh em sưu tầm ngon. Cây này lâu lâu nó có một cây anh em, chứ không có hoài hiếm. Đây, đầu cứng 15H7 Sakura. Cây này nó 3 khúc thôi. Đây, cho anh em xem. Cây nó 3 khúc. Dành cho anh em câu bè nha. Khoan bát Fuji. Ngọn tháp sợi thủy tinh. Độ cứng 15 2,7 m. Cây này thì miễn với chơi rất là đẹp anh em. Mới lắm, mới tinh. Đây nó có hơi chày chút xíu. Đó, cây này nói chung là anh em về sưu tầm. Mấy cây Sakura này giá trị bên Nhật nó cao lắm chứ không rẻ nha anh em. Cây này mã cho anh em 84 nha. Nặng 160 gram, ngọn 1 đi 6, góc 11 nè. 84 giá 500 ngàn.
84 là bán cho anh em 500 ngàn nha. Rồi tới 85 là từng ly anh em. Ly câu suối nha. Từng ly câu suối. Cây này chủ cũ của nó là Nakamura gì nè. Cây này made in Taiwan, dài 2m4 nè, độ cứng 4-5. Hãng Daiwa. Cần chung rất đẹp anh em, cây này mới tinh nè. Cây này còn đẹp khoảng 90-95%. Hàng Đài Loan xuất Nhật anh em à. Này bát bát kẹp nha. Anh em kẹp chân mái vô giữa nè. Anh em muốn kẹp dưới đây kẹp, muốn kẹp trên đây kẹp, bát bát kẹp. Rồi cái này mã 85 nè. Nặng 56 gram, ngọn 1 đi 8, góc 7,4 ly. 85 này giá 500 luôn nha, 500 ngàn. 85 này bán cho anh em 500k. Cái 86 nè. 86 này cây cần lua mấy ngang nè. Khoen Fuji, bát Fuji nè. Chất liệu cần là carbon nha. Cây dài 1m8 là độ cứng ML. Lua là 5 đến 14 gram, lực là 6 đến 12 lb anh em. Cần nói chung đẹp lắm, cần mới tinh nè. Này dính nước. Lua mấy ngàn. Rồi, cái này thì mã cho anh em 86 nha. Nặng 158 gram, ngọn 1 đi 8, góc 8,1 ly. 86 giá 400. 86 giá 400 nha. 400 ngàn. Cái 87 là cần hơi chi nè. Hơi chi cho anh em câu bè nha. Rồi. Hơi chi cho anh em câu bè. Định sao dính nước nóng ăn người ta. Đợi một tí nó bị dính nước rồi nó không ăn cái này nha. Bực ghê ta. À, 87 nè. Rồi, mấy mã 87 nha. Mất thời gian cái này quá rồi. Rồi, 87, một cây cần hay chi nha, cái này dài 1m8 thôi. Độ cứng cái này tương đương 30, 30 1m8. Khoen Fuji, bát Fuji anh em à. Khoen bát Fuji, cây đẹp lắm, cây này mới tinh nha, made in Korea. Made in Korea. Cái này hãng của nó hãng SZM nè, SZM nha. Mấy cái chỗ này là mấy cái hoa văn của nó nha, chứ không phải bị chạy đâu. Đây, mấy cái hoa văn của nó, hoa văn của cần. Cần này rất là đẹp nè. Rồi 87. Nặng 126 gram, ngọn 1 đi 3, góc 12,4 nha. 87 này giá 550 nha. Tám bảy giá 550 nha. Tới 88 là cần một khúc của nghệ nhân nó làm cán gọi cán trúc nè. Khoen bát Fuji một khúc thôi. Đó, ngọn là ngọn sợi tinh nha. Từ đây nè, từ đây trở lên là sợi tinh anh em. Cây này đem đo nó dài nhiêu. Cây dài 1m3 anh em. Cây dài 1m3 thôi. Độ cứng cái này tương đương khoảng tầm 40. 1m3 40. Thích là cái cục gỗ thôi. Anh em về mua về sưu tầm nha. Đó, có tiếng Nhật đây. Cây này của người ta làm anh nha. Này như ngày tháng năm sinh của người ta nè. 1996. 10 tháng 11.
hay 11 tháng 10 gì đó, tên là Hariwara. Rồi cái này mã cho anh em 88 nha, 120 g, ngọn 2 ly, gốc 6,1 nè, 88 giá 330, 88 này bán cho anh em 330. Rồi tới 89 nè, 89 này cây cần lua nè, cây này bị gãy ngọn nha, nó gãy cũng 5 cm ngọn á. Một cây cần đai qua hạt lay anh em, cây này dài 1m68, còn khoảng 1m63 thôi, khoan hãng nè, khoan này khoan khoan chống rỉ sét này. Cây này về anh em đóng đầu bu vô chơi thôi nha, đóng đầu bu vô chơi thôi. Cần ở chung rất đẹp nè, cái cán này dính nước thôi, cán nhìn đẹp chưa, này ăn tiền thì cái cán ấy nè. Cây này made in Taiwan, lực là 6 đến 14 lb, lua là 5 đến 18 gram. Rồi cây này mã cho anh em 89 nha, nặng 177 18 gram, ngọn 2 ly, gốc 8,9 ly, 89 này giá 200 ngàn, 89 giá 200 k. Rồi tới mã số 90 là cần dây trong nè, cây này cây cần dây trong carbon nha, khoen bát buji nè. Cây này độ cứng 32,4 nè, mỗi cần dây trong độ cứng 32,4, chất liệu cần là carbon. Đây nói chung cần đẹp lắm, cần mới lắm. Cái này mã cho anh em 90 nha, nặng 220 g, ngọn 2 đi 9, gốc 14,3, 90 giá 420 nha, 90 mời bán cho anh em 420 ngàn nha, bao ship toàn quốc luôn. Cái 91 nha, 91 này cần dây trong, cây này cây 3 khúc nè, 3 khúc, cây độ cứng 53 m. Nước nó vô cái mã 91 nè, đầu cứng 53 m, hàng SSM nha anh em. Cần nói chung khá đẹp, rất đẹp luôn, cái này còn đẹp khoảng 90%. Rồi cái này mã cho anh em 91 nè, nặng 412 g, ngọn 2 ly 8, góc 19 nè, 91 giá 420 ngàn nha, 91 là bán cho anh em 420 ngàn. Cái 92 lại cần dây trong luôn, cây này đây đây thì nó bị chốc sơn anh em, chốc sơn, khoan bát hãng nha, hãng SSM, độ cứng 52,7 m, cây gãy đọt nè, gãy cũng khoảng 8 cm, gãy ngay cái này tính cho 10 cm đọt đi thì 2,7 còn 2,6 m, 2,7 còn 2,6 m. Cần nói chung đẹp lắm, cần còn khá là ok, ngon. Rồi cái này mã cho anh em 92 nha, nặng 274 g, ngọn 3 ly 4, góc 16, 92 giá 300, 92 giá 300. 93 lại cần 2 khúc là hãng Shimano nè, đầu cứng 40-60 nha, một cây cần Shimano xoắn ít, khoen bát buji, đầu cứng 40-60, cây này dài 2,7 m nha nè, cần đẹp lắm, cần mới chát à, ngọn tháp sợi thủy tinh đẹp chưa. Rồi cái này mã cho anh em là 93 nha, này dính sơn thôi, về chùi nó ra, nặng 282 g, ngọn 2 ly 6, góc 18,6 nè, 93 giá 1.050.000, cây này bán cho anh em 1.050.000 nha. Cái 94 nè, bốn này cây cần 3 khúc nè, 3 khúc Shimano, chất liệu cần là carbon nè, khoen bát Fuji, carbon xoắn ít nha, cây này dài 3 m thôi, độ cứng cái này tương đương là 40,
40, nói chung cây này ngọn cũng mềm. Cho anh em câu câu bè, câu cảm giác anh em. Mồi cần Shimano sóng ít 3 m, ngọn tháp sợi thủy tinh. Cần rất đẹp, cây này còn đẹp khoảng 90 mấy% anh em à. Khoan bát buji nha. Carbon hai da nè, cây này carbon hai da sóng ít. Còn cây này mã cho anh em 94 nha, nặng 268 gram, ngọn 1 ly 6 góc 17,4. 94 này giá 950 nè. 94 này bán cho anh em 950.000 nha. 94 giá 950. Rồi thứ 95 là cần dây trong nè. Khoan hãng bách hãng nha anh em. Khoan hãng bách hãng, chất liệu cần là carbon. Độ cứng 32,1 m thôi. Độ cứng 32,1 m thôi. Cần đẹp lắm. Đây. Mấy chỗ này đã dính dính nước rồi nè. Dính nước rồi chứ dây không có gì nha. Rồi cái này mã cho anh em 95 nè. 95 nha. Đá 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 xám anh em, đá xám thường nha. Rồi 95 nặng cái này là 3218 gram, ngọn 2 đi 8 góc 11,8 anh em. 95 giá 320. 95 này bán cho anh em 320 nha. Tới 96 là cần Aikada anh em. Cái này dài 2,1 m. Chất liệu cần là carbon nha, hãng của nó hãng Alpha Taco, khoan bát buji. Ngọn rất là mềm nha. Cây này thì không biết cái ngọn bỏ vô cái lóng được không, góc được không, để cái đứt càng cái. Ồ cái này bỏ vô cái lóng ngọn này, bỏ vô lòng trong được nha anh em. Nè nó có cái lỗ để kẹp lóng đít lóng góc rồi nè. Em thấy không đó, kẹp vô vậy nè, nhét vô trong lòng trong thôi, cái này nhét được anh em. Đầu cứng Aikida thì anh em biết rồi, Aikida rất là dẻo nha, mềm lắm, mềm xèo luôn. Cây này hãng Alpha Taco nè, 2,1 m. Rồi cái này mã cho anh em 96 nha. Nặng 163 gram, ngọn 1 ly gốc 16,7. 96 giá 450. 96 này bán cho anh em 450. Cái 97 này cần hai khúc ba đọt nè. Cây này nói chung là nó được cái hai ba đọt, anh em đánh đọt nào anh em đánh. Một đọt 80 120, đọt 50 30, đọt của nó 80 80 50. Khoan buji bát hãng nha. Ai khoan buji bát buji nè. Dài 2,7 m, made in Korea. Ngọn tháp sợi thủy tinh. Ngọn tháp sợi thủy tinh. Cần khá ngon. Nói chung cây này còn đẹp lắm, cây này mới chát à, hãng Alpha Taco. Cây này ba đọt. Đây nó có chày chỗ này một chút thôi, chốc sơn chả ảnh hưởng nha. Cây này nếu mà thời đúng thời điểm hồi xưa bán cái này khoảng 1,4 triệu, 1,5 triệu nha. Cây này giờ bán còn có 950. 97 nha, nặng 527 gram, ngọn 1 ly 8, ngọn 2 ly 2, ngọn 2 ly 4, góc 21,2 ly nha anh em. Góc 21, góc đỏ đen 21 nha. Rồi 97 này giá 950 nè, 97 giá 950. Cái 98 nè, 98 này cái cần lua nha. 98 này cái cần lua mới đứng. Khoan buji bá thẳng. Chất liệu cần là carbon, cây đẹp lắm, cây này mới chát à. Cán gỗ bừng. Cán gỗ bừng nha. Cây này cây soi pin. Dài 1,98 m, độ cứng L, hãng SSM nha. Dài 1,98 m, độ cứng L. Cần đẹp lắm, cây này mới tinh nha. Rồi cây này mã cho anh em 98 nè. Nặng 79 gram, ngọn 1 ly 8, góc 7,8 ly. 98 này bán anh em 550. Cây này độ cứng L thì lua cây này, tại này 1,98 m được. Cây này độ cứng L thì cây này lua tầm khoảng
Theo em nha, cái này độ cứng L mà nó cứng đó nha, không có mềm. Cái này lua trong khoảng 28 gram quay đầu, 25 28 gram quay đầu. Cái này thấy được cái L chứ nó cứng nè, không có mềm. Rồi, cái này mã cho anh em là 98 giá 500 rưỡi nha. 98 này bán cho anh em 500 rưỡi. Và cái 99 này, 99 này cây cần có túi, có cái bao luôn. Cây này thì dài 2m7, hai đọt, đọt 30 50, đọt 60 80, carbon hãng Suzumi. Nó có cái bao lồng đó. Mưa nó vô nó ướt cái đầu cần. Đây một cây cần hai khúc hai đọt nè, đẹp lắm, cây này mới chát luôn á trời. Cây này còn đẹp khoảng 95%, bao anh em là mới tinh, khoen buji bát buji. Cây này bao anh em là rất là đẹp luôn nha, mới lắm, dài 2m7, ngọn tháp sợi thủy tinh, ngọn nó ngắn hơn gốc anh em chứ không phải là nó ngắn hơn gốc nguyên bản. Cần đây, nói chung cây này đẹp lắm, cây này nói chung là miễn chơi anh em, mà miễn phải chơi rồi, nó không chơi đâu được hết. Anh em thích cái mẫu này lụm thôi, nó đẹp keng sa beng. Cây này như ưa chưa xài, ít xài anh em, cái đít chui gỗ này của nó còn rất là đẹp nè. Và cái này mã cho em 99 nha, nặng 316 gram, ngọn 2.8 góc 2.3, ngọn 2.8 ngọn 2.3 góc 17.8 nè, 99 giá 850. 99 này bán cho anh em 800 rưỡi nha. 850 ngàn. Chín chín với 850. Rồi tới mã số 100 nè, 100 này cây cần luôn mới đứng. Có túi à, luôn mới ngang chứ, luôn mới ngang, khoan hãng bách hãng, chất liệu cần là carbon em à. Cây này rất là đẹp, cây này mới tinh, cây này dài 1m65 thôi, cần rất đẹp anh em. Rồi, cái này mã cho anh em là mã số 100 nha. Nặng 90, nặng 83 gram, ngọn 2 ly, ngọn 2 ly 3, gốc của nó 8,3 ly. Mã số 100 này giá 300 ngàn anh em. Cây này lua thì nó tương đương khoảng tầm ML thôi, lua tầm khoảng 10, 14, 15 gram quay đầu thôi. 14, 15 gram quay đầu cái này thôi nha anh em. Rồi cái này mã số 100 giá 300 ngàn. Mã số 100 này giá 300k. Rồi tới mã số 101 nè. 101 này cần hai khúc nè, hai khúc hai đọt của Shimano. Cái này cây cần một khúc hai khúc hai đọt của Shimano, cái này cậu bè nha. Cây này thì nó bị lai một cái khoen, anh em nhìn cái khoen trắng nè. Em thấy không ta? Đây, cái khoen này nè. Cái chân này chân đen nè, chân trắng. Để gần cho anh em xem. Đây đây, đây. Lai khoan này nha, đó lai một khoan nha, nhưng mà nhìn vô cũng ok lắm nha. À, nhìn vô cũng ok la lắm. Anh em thấy như vàng khoan đen, chân đen mà cái này chân trắng nè. Còn khoan bên cái ngọn đây ngọn zin nha, nó bị một cây nó bị lai cái ngọn này. Cây này hãng Shimano nha mọi người, xoắn ít xoắn hai da nha, dài 2m1, một đọt độ cứng 25, một đọt độ cứng 30 nè, một đọt 25, đọt 30 dành cho anh em có bè. Rồi cái này mã cho anh em là 101 nè, nặng 202 gram, ngọn 1 ly 4, ngọn 2 ly, góc 18 nè. 101 giá 950 nha.
101 này bán cho anh em 950. 950.000. Rồi cái 102 nè. 102 này cái cần cần 3 khúc nha. 102 này cái cần 3 khúc nè. Cần đẹp lắm, chất liệu cần là carbon. Mới tình, cái này nó mới lắm nha. Khoen bát Fuji. Cái này là cái cục cao su dưới đít thôi nha anh em, chứ chả là gì anh em. Đây. À, này dính gì dưới, mình như nói chỉ là cái cục cao su thôi. Khởi khởi này kìa. Rồi ra. Dính gì. Rồi, ra. Cái này là độ cứng 53m3 anh em. Độ cứng 53m3. Cái này đẹp lắm nè, mới tinh. Cây đẹp khoảng 90%, 95% nha mà. 90, 95%. Cây dành cho anh em câu chép không? Ngọn cũng dẻo nha. Rồi cái này mã cho anh em là 102 nè. Nặng 303g, ngọn 2 đi 3, góc 15,3. 102 giá 780 nha. 102 này bán cho anh em 780.000. Rồi, 102 này giá 780 nè. Tới mã cái này là 103 nè. Cần 103. Cái này cần 2 khúc nha. Có túi. Một cần 2 khúc, khoen Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần ở carbon anh em à. Cái này độ cứng 30 21 nha, dành cho anh em câu bè. Câu bè ngon, cái này câu cái 5-7 kg ok anh em à. Cần này đẹp lắm, cây còn mới tinh nè. Này dính keo thôi. Về vệ sinh nó ra nha, này keo màu trắng. Keo dạng như bên Nhật nó quấn cái keo vải nè, nó còn dính keo, tháo ra còn dính lại chùi nó không kỹ. Cây này hai bogo. Độ cứng 30 21 nha. Cần đẹp lắm, cây mới tinh. Rồi, cây này mã cho anh em là 103 nè, nặng 236g. Ngọn 1 ly 9, ngọn ly 9 đây. Ngọn có ly 9 này, ngọn nhỏ. Ngọn này ly 9 2 ly. Góc 13,4 nè. 103 giá 600.000. 600.000 nha. 103 này bán cho anh em 600k. Rồi tới 104 nè, 104 này cây gần gì trong đây đây? À gần dây trong anh em à. 104 này cần dây trong nha. Độ cứng 30 24 anh em, khoen bát Fuji. Chất liệu cần là carbon nha, chất liệu cần cái này bằng carbon anh em à. Đây thì nó hơi bị rạn rạn keo một tí thôi. Cần này đẹp lắm, cây này mới tinh à. Ít chạy. Độ cứng 30 24 nha. Rồi cái này mã cho anh em 104 nè, nặng 216g, ngọn 28, góc 13,7,5 anh em. 104 này giá 420. 420.000. À 104 giá 420. Rồi tới 105 là quay cần lua hãng Mailwrap nè. Mailwrap có túi đầy đủ. Nãy mưa xuống nó ơi ướt. Không sao, để nó khô. Đây, nó có túi nè. Cây này nếu mà mua mới nó rơi khoảng tầm 2 triệu mấy nè.
hai triệu mấy, gần 3 triệu một cây. Còn anh em mà mua cây này mà nó nếu mà mua cũ á, nó cũng khoảng 1,4 triệu, 1,5 triệu một cây. Nhưng mà cây này thì anh bán với có 880 thôi. Bán dạng như bây giờ bán nói chung về cái lô này tốt, giá tốt, bán giá tốt cho anh em. Khoan Fuji, bát Fuji. Hãng Melrap nha, Made in China anh em mà. Melrap Made in China nha. Melrap của Made in Trung, Made in China nó tốt nè. Nó là hàng to ngon. Chứ Made in Việt Nam mình thì ít ai chơi. Made in China thì vậy mà giá trị nó còn cao hơn Made in Việt Nam nhiều anh em ạ. Cây này dài 2,7 m, độ cứng L. Dài 2,7 m, độ cứng L, lua không thấy không thông số lua ta. À, đây. Cây này lua là 7 đến 23 gram, lực là 6 đến 12 lb anh em, hãng Merograph nha. Merograph. Cần đẹp lắm, cây này cũng đẹp hơn 95%. Đẹp 95%, cho anh em lua máy đứng nha. Lua máy đứng. Rồi cái này mã cho anh em 105 nè. Nặng 154 gram, ngọn 1 đi 8, góc 10,7 nè. Cây này Merograph Sopara anh em, Sopara. Rồi. Đó 105 này giá 880.000. 105 này là giá 880.000 nha. Tới 106 nè. 106 này cây cần lua mới đứng nè. Khoan hãng, bách hãng, cán xốp nha. Cán cán mút anh em. Cây này hãng Olympic, dài 1,8 m. Cây này độ cứng nó tương đương ML thôi, lua tầm khoảng 16 gram quay đầu. Lua tầm 16 gram quay đầu thôi nha anh em. Đây. Cần nó đẹp khoảng 90-95%. Ok chưa? Made in Korea nha anh em, hàng Korea xuất Nhật. Khoan Fuji, bát Fuji, khoan Fuji. Cần đẹp lắm. Rồi cái này mã cho anh em 106 nè. Nặng 108 gram, ngọn 1 ly 6, gốc của nó 8,6 ly. 106 này bán cho anh em 450 nha. 106 giá 450. Tới 107 nè. 107 này cây cần lua mới đứng nha. Khoan Fuji bát hãng anh em à, cán xốp nha. Khoan Fuji bát hãng cán xốp. Cái này dài 1,8 m thôi, độ cứng ML. Lua cái này tầm khoảng lua cái này thì 16, 14, 15, 15 gram quay đầu nha. 15 gram, tối đa 15 gram quay đầu nha. Khoan Fuji, bát Fuji, cái này về cho anh em câu tôm được. Câu tôm, câu bè, câu cá hanh, cá cháp được nha anh em. Ngọn cũng mềm nha, không cứng. Rồi cái này đây, tổng thể cần. Cái này mã cho anh em 107 nè, nặng 108 gram. Ngọn 2 ly, gốc 8,7 ly nè, 107 giá 450 nha. 107 này bán cho anh em 450. Bỏ cái này vô đây luôn rồi. Công quên rồi. Rồi tới 108 nè. 108 là cái cần lua mới đứng nha. Khoan Fuji bát hãng anh em. Keo đây nó có một cái khoan nó không hề bị bung keo một tí, không sao bình thường nhé. Này chấm miếng keo sắt vô, chấm nhẹ một cái là ok thôi. Dài 1,8 m thôi. Đầu cứng ML anh em mà, lua mưa tầm 16 gram quay đầu. Cần này nói chung rất là đẹp anh em, ít chày. Cần đẹp ít chày nha. Mới, cần mới tinh. Đây, tổng thể đây. Rồi cái này mã cho anh em là 108 nha, nặng 103 gram, ngọn 2 đi 1, góc 9,6 ly nè. 108 giá 400. 108 này bán cho anh em 400 ngàn nha. Cái 109 là một cây cần lua mới đứng, cây này gãy đọt em ơi. Gãy cũng khoảng 3-4 cm đọt nha, 3-4 cm. Khoan Fuji, bát Fuji nè mà. Cái này cây cần Shimano, Shimano Bass One. Lua là 4 đến 8 lb.
Alalua là 2 đến 12 gram, lực là 4 đến 8 lb, dài 1m98 nè. Thì con cây này còn khoảng 1m94, 95 thôi, tầm đó thôi. Made in Korea nha. Chất liệu cần là carbon em à. Đây, tổng thể đây. Cần nói chung còn rất là mới, mới tinh. Rồi, cái này mã cho anh em 109 nha. Nặng 114 gram, ngọn 1.9, gốc 7.8 ly, 109 giá 300. 300 bao ship nha nè. Tới 110 này là một cây cần lúa máy ngang. Khoen Fuji, bát Fuji. Khoen Fuji, bát Fuji nha cây này chất liệu cần của nó là carbon. Cần đẹp, dài 1m65 nè. Đầu cứng M. Lực là 8 đến 15 lb. Lua cái này tầm khoảng 20 gram quay đầu thôi. Lua cái này tầm khoảng 20 gram quay đầu thôi. Này bùng bùng cái dòng. Không sao nè, cái dòng trang trí. Đây, tổng thể đây. Lua máy ngang nha, khoan Fuji, bát Fuji. Rồi cái này mã cho anh em 110 anh em, nặng 95 gram, ngọn 2 ly, gốc 8.5. 110 giá 400, 400 ngàn nha. Tới 111 là cần này, cái cần công mực nè. Cần máy đứng nha, Made in China, khoan hãng, bát hãng. Hãng Suzumi, chất liệu cần là carbon. Cây này lua của nó là 5 đến 21 gram, airin của nó có mát là 3.5 anh em. Lực lực bia của nó 0.6 đến 1.0 bia nè. Còn lực chịu tải của nó 8 đến 16 lb. Dài 2m58. Cây này đánh lua được, đánh mực được nha anh em. Đua đó này chung cây này đánh lua đủ thể loại nè. Lua lóc cũng được, lua mực cũng được, lua rền cũng được. Mà lua rền thì cái này nó hơi mềm. Đánh mấy con cái giả, cái sắt mà dưới 20 gram là ngon nha, là ok nha. Rồi, cái này rất là đẹp nè. Cái này mã cho nên 111 nè. Nặng 154 gram, ngọn 2 ly 1, gốc 10 ly. 111 giá 400. 400 ngàn nha, 400k. Cây này hãng gì đây? Cây này Seaside Speeder gì? Cây này của Trung Quốc xuất anh em ạ. Rồi, cái cây tiếp theo cái mã 112 là cần một khúc nha anh em. Cây này chỉ có một khúc thôi, cán gỗ bần. Hãng của nó hãng Barclay anh em, hãng Barclay nha. Barclay của Mỹ nhưng mà sản xuất tại Taiwan, xuất Nhật tiêu thụ anh em. Made in Barclay Taiwan nè. Cây này dài 1m8. Đầu cứng L anh em. Lực là 4 đến 10 lb, lua tầm khoảng 2 đến 12 gram, khoan vui xích nha. Hay anh em luôn, anh em mua cây này về lấy bộ khoan vui xích không đủ tiền. Bộ khoan xích này không em mua hoài bèo dưỡng phải 500-600 ngàn bộ em. Khoan này nó là 1 2 3 4 5 khoan, 5 khoan một đầu bu là 6 khoan anh em, 5 khoan một đầu bu là 6 khoan. Đây cho anh em xem đó, 5 khoan một đầu bu là 6 khoan. Một cây cần hãng Barclay anh em. Barclay thì anh em chơi nhiều sẽ biết hãng này nha. Còn em mới chơi thì ít ít gặp cái hãng này. Hãng này nó là thương hiệu của Mỹ nữa mà. Thương hiệu của Mỹ. Rồi cái này mã cho anh em 112 nha. Nặng 97 gram, ngọn 1 ly 7, gốc 7.4 ly. 112 giá 500 ngàn. 112 giá 500k. Rồi anh em lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi cảm ơn em. Hẹn em các video kế tiếp.